cùng sông Gia với nữ nghệ sĩ Mỹ Anh, nữ nghệ sĩ của thành phố Bình Dương chúng tôi. Xin mời vị chúng ta cùng thưởng thức hai giọng ca này cũng rất là đặc biệt nha quý vị. Mời hai nhạc sĩ trời ơi tám hưởng bây giờ này còn đứng đó trời ơi trời ơi người ta ca cổ rồi anh ơi anh đừng dần cháu nhạc làm ơn hả không có ca ca anh nói là dần tranh cổ nhạc là chân nhạc dọn đi rồi ông nội lo hai nhạc sĩ lo đang ngắm nhìn say sưa một cô gái nào đó trời ơi ta đang nhìn ngắm nhìn ruộng lúa say sưa còn anh chàng nhạc sĩ này ngắm nhìn say sưa một chị nhân nào đó. Trời ơi, tình yêu đó đem bằng bình tình yêu của mẹ. Mẹ ơi, con mang tội tại trời. Ok, đi tiếp mẹ, mẹ như thế nào hả? Đừng gọi tôi bản thân điều mới đó nữa. Ông là một trong những đứa giết người. Thì đi. Ông đã lừa dối tôi và mượn lên tình yêu nông nắm của đời tôi. Thì đi, em nói gì mà anh không chịu. Đừng đóng kịch nữa. Ông hãy giữ chức nhận hồn sồn một ly đó. Và nó nhớ rằng giữa tôi và ông thank you.
Tiên à, xem cái gì đó mà không cần nói. Em có biết là anh đang đau khổ lắm không? Em có biết là sắp điên rồi không? Ông mà còn gì nữa đâu, mong chiều trời bị rớt đau khổ để tim lỡ ra ta toàn dáng dối kia. Tim tôi mới tình trong trắng lòng vẫn tròn yêu sao bóng gió. Chúng ta chuẩn bị để sang bài hát này sẽ đến anh chị đến đây để song ca cùng.